làm cho mờ mịt, làm cho khuất lấp hết. Thì bây giờ mình chịu khó dẹp bỏ phiền não, dẹp bỏ loạn tưởng, để cho cái phủ che khuất lấp đó, nó tan dần. Mà tan hết rồi thì bản chất sáng của nó là sẵn, không phải ở đâu đến, không phải ai làm ra. Nếu ở đâu đến thì không phải thiệt của mình, nếu làm ra thì nó là sanh diệt, phải không? Đó là những cái hết sức là thâm trầm. Nó là cái sẵn của mình từ thuở nào, không sanh không diệt, mà bây giờ bị những cái giả tướng sinh diệt nó phủ che khuất lấp, không thấy được. Bây giờ mình dẹp hết cái phủ che khuất lấp thì tự nó hiện tiền đầy đủ. Cái đó không phải là ai cho, cái đó không phải mình làm ra mới được, phải không? Nếu cho là của ở bên ngoài, nếu làm ra mới được thì tạo tác thành là sinh diệt. Đó. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà Lục Tổ không bằng lòng với ngài Thần Tú. Thần Tú nói nghĩa là lao gương, nghĩa là gương bị bụi phủ tối, bây giờ lao gương lao cho cái gương sáng, nghĩa là phải thường thường lao chùi cho gương được sáng. Thì như vậy vô tình mình đã hiểu lầm chùi bụi đó thì cái gương mới có sáng. Thì như vậy cái gương sáng đó là mình tạo tác. Thấy đỡ chỗ đó chưa? À, vì cái sáng nó sẵn mà bây giờ nó mình chùi bụi mới có sáng. Thì đó là mình đã nhìn trên cái mặt công phu tu của mình rồi mới thành được cái đó là tạo tác. Mà tạo tác cái đó là cái không phải chân thật. Cho nên ngài không chịu, nó bản lai, nó vô nhất vật. Xưa giờ nó không có là vật gì hết. Mấy cái phủ che là nó cái đồ chơi ở ngoài. Dẹp cái phủ che là dẹp phủ che. Sáng lúc nào, có bụi không bụi nó cũng sáng. Phải không? Cái đó là cái sáng bản nhiên, chứ không phải cái sáng mới tạo. Còn mình nói đợi lao rồi mới sáng, đó là sáng mới tạo. Quý vị thấy cái chỗ đó rõ không? Vì đây là những cái chỗ rất là thâm thúy, mà nếu chúng ta học không có thấu thì đọc sách của các tổ mình không hiểu. Tại sao ngài Thần Hội nói hay quá mà mình sẵn có cái gương sáng, bây giờ bụi nó phủ hết rồi, bây giờ mình lao cho nó sáng đó. Đừng để nó lấp nữa, nó tối. Như vậy thì cái tối cái sáng với cái nhìn của ngài Thần Hội là do công phu lao rồi nó sáng, không lao thì nó tối. Còn cái nhìn của Lục Tổ nó sáng bản nhiên. Lao không lao là chuyện bên ngoài, phải không? Chứ không phải nhờ lao nó mới sáng. Mà nếu nhờ lao mà sáng, đó là tạo tác. Hai cái ý nó rất là sâu, mà mình mới nghe mình cũng không có giảng lý được. Tại sao nói đó cũng hay quá. Bởi vậy cho nên đem cái bài kệ đó ra đọc là thiên hạ lại tứ tung, thấy hay quá. Thì mấy cái gì mà lại lúc đó cũng giống mình bây giờ ấy. Nhớ phải lau chùi nó mới sáng thì quá hay rồi. Nhưng mà không ngờ Lục Tổ phản đối cái đó, vì ngài thấy được cái sáng bản nhiên của nó. Còn cái kia hơi đứng trên lập trường do công phu mà được. Như vậy thì chúng ta tu công phu để được giác ngộ, phải không? Tất cả quý vị trả lời cho thực tế rồi. Chúng ta tu do công phu, nỗ lực, dẹp phiền não là được giác ngộ, phải không? Sao không ai dám nói? Không dám nói tức là ngờ, chưa biết phải hay không phải. Như vậy thì chúng ta tu mà cuối cùng vô sở đắc, phải không? Bát Nhã tụng mỗi đêm đó, dĩ vô sở đắc cố đó, không có sở đắc. Như vậy tu mà không có sở đắc thì mới được là Bồ Tát, mới thành Phật. Thì như vậy thì tại sao vô sở đắc? Bởi vì chúng ta tu là dẹp bỏ loạn tưởng, mà dẹp bỏ loạn tưởng rồi thì cái chân thật nó hiện ra. Chứ có được cái gì? Cái chân thật nó không phải trước không
rồi nhờ tu mới có, phải không? Nếu trước không mình tu mới có thì có sở đắc, còn nó đã có sẵn, mình tu giờ nó hiện ra vậy thôi, thì làm sao mà gọi là được? Được cái gì? Đó, mà lâu nay chúng ta mắc kẹt cái chỗ được đó lắm. Nó tu không được cái gì, tu làm chi? Phải không? Nghe ai nói tới tu là nó phải được, được thành thánh, thành Phật, thành ông này bà kia gì đó. Thế còn nó không được cái gì, tu làm chi? Nhưng mà thực, chỗ cứu kính của Đạo Phật thấy không phải vậy. Chúng ta tu là bởi vì phiền não, nghiệp chướng, chúng ta tạo nhiều đời quá sâu dày. Bây giờ gạt bỏ những thứ đó đi, dẹp sạch nó đi, thì cái tâm sáng suốt tỉnh giác của mình nó hiện ra. Mà tâm sáng suốt tỉnh giác đó gọi là tánh giác. Tánh giác đó tức là Phật sẵn. Như vậy thì không phải do chúng ta dẹp hết mấy cái này mới có cái tánh giác, mà tánh giác đã có sẵn. Mấy thứ này mới là cái phủ che tạm bợ thôi. Cho nên chúng ta dẹp nó, bỏ nó thì tánh giác hiện ra. Như vậy quý vị mới thấy cái tu của mình dường như rất khó, mà thực sự thì rất dễ. Rất khó là tại sao? Tại nghĩ rằng mình tham, mình nóng giận, mình si mê nó có từ thuở nào, giờ bỏ khó lắm. Nhưng mà thực sự thì nó không có khó gì hết. Bởi vì chúng ta biết tham sân si mạn nghi ác kiến vân vân, những cái thứ phiền não đó đều là những cái thứ mới lấp vô, mới mắc dính mắc ở đây thôi. Còn cái sẵn của mình á là cái tánh giác. Thì cái mới đem tới phủ che, và một cái có sẵn, nếu mình tạo cái có sẵn thì thật là khó, phải không? Vì nó có sẵn, bây giờ mình muốn tạo cho nó thì rất khó. Còn cái mới phủ che dẹp dưới ớt chứ gì. Bởi vì cái gì mới phủ che thì cái đó là cái bên ngoài tấp vào, chứ không phải là cái bản chất. Còn cái sẵn có mới là cái bản chất. Mà cái bản chất nó là bản chất tốt rồi, cái phủ che là cái đồ xấu. Vì dẹp cái xấu ở ngoài để cho cái tốt nó hiện ra là việc làm khó hay dễ? Chứ còn bây giờ mình muốn làm sao mình tạo cho có một cái tốt nó đầy đủ thì cái đó mới là cái khó. Còn bây giờ cái tốt có sẵn, cái phủ che ở bên ngoài là xấu, về dẹp cái xấu phủ che để cái tốt hiện ra thì dễ ợt. Tôi nói thí dụ, bây giờ nếu mà ai đó có cha mẹ cho một hạt kim cương, không biết 5-10 ly, 20 ly gì đó, cho mình học kim cương mà chôn, chỉ chỗ chôn đàng hoàng, ở giữa nhà, ngay chỗ nào có trong cái hộp, trong hộp có hạt kim cương quý như vậy, mình biết chắc như vậy rồi, thì mình chịu khó đào bới để lấy hạt kim cương. Trong khi đào bới đó, dù chỗ đó đất rất cứng, đá sỏi không, nhưng mà mình đào, mình có ngán không? Ngán không? Tại sao không ngán? Bởi vì tin chắc mình có cái củ quý, cho nên đào không có ngán. Như vậy thì đối với người đào để lấy hạt kim cương sẵn của mình thì dầu cực khổ mà mình cũng không ngán chút nào. Chỉ có nói chú đào trong cái khu đất đó sẽ có cái củ quý, mà không biết có thiệt hay không mình không biết, không đủ lắm.